Mình là Trần Hùng. Mình xin thân chào tất cả các anh chị em cùng các bạn. Hôm nay mình chia sẻ tiếp đến các bạn bài số 4. Bài số 4 là bài vị trí tất cả các nốt trên cần đàn. Hôm bài số 2 thì mình có học cái bài là phương pháp nhớ các nốt trên khuôn nhạc. Bây giờ trên khuôn nhạc mình đã nhớ nốt nó tên gì rồi, đồ, rê, mi, fa, sol nó nằm chỗ nào trên khuôn nhạc rồi. Nhưng bây giờ trên cần đàn nó nằm ở đâu? Từ trên mình, trên khuôn nhạc mình áp dụng lên cần đàn, ví dụ trên khuôn nhạc đồ, rê, mi, fa, sol, la, si gì đó, nó nằm ở đâu trên cần đàn mình áp dụng, mình đờn vô thì nó mới ra được bản nhạc nha các bạn. Thì hôm nay là bài số 4 là bài phương vị trí tất cả các nốt nhạc trên cần đàn. Mà nốt nhạc trên cần đàn nó nhiều lắm, làm sao chúng ta nhớ nổi. Chúng ta có cái phương pháp, cái mẹo chúng ta nhớ rất dễ các bạn à. Thì chúng ta nhớ là nhờ chúng ta bài học cái bài thứ 3 vừa rồi, đó là cái bài cung và bán cung và nửa cung đó các bạn ha. Bắt đầu giờ ta vô bài nha. Mình dây đơn mình có 6 dây đúng các bạn. Dây 6, dây 5, dây 4, dây 3, dây 2, dây 1 ha. Dây 6 là mì. Dây 6 là nó chứa cái nốt mì. Ha. Dây 5 là la. Dây 4 là rê. Dây 3 là son. Dây 2 là si. Dây 1 là mí. Nó lại nha các bạn. Dây 6 là mì, dây 5 là la. Dây 4 là rê. Dây 3 là son. Dây 2 là si, dây 1 là mí ha. Một lần nữa nè. Dây 6 là mì, la, rê, son, si, mí ha. Bây giờ chúng ta dây số 6 nè, mì. Chúng ta buông ra chúng ta một cái bùm. Chúng ta có nốt mì, nốt mì là nốt thấp nhất trong đàn guitar ha các bạn. Thì đó, thì chúng ta tưởng tượng như cái này là cái con ngựa đàn nè, cái bấm đây là mì nè. Mà mình đã học phương pháp cung và nửa cung. Mì pha là nửa cung, vậy nó pha nằm đâu? Nó pha nằm ở đây. Thấy các bạn? Rồi pha son là một cung. Nó son nằm đây. Tại trong cung thì một cung nó cách nhau hai ôi nè. Rồi son là ở đây. La si một cung, nó si ở đây. Mà và, bây giờ si đồ nửa cung vậy nó đồ nằm đâu? Nó đồ phải nằm sát bên đồ. Đồ rê một cung, vậy nó rê nằm đâu? Rê mi một cung, nó mi nằm đâu? Mi pha nửa cung, mi pha nửa cung, vậy nó pha nằm đâu các bạn? Nó pha nằm sát bên ha. Pha son một cung, nó son nằm đâu? Son la một cung, nó la nằm đâu? Thấy chưa? Ta biết được dây 6, dây buông là nốt mì. Từ cái nguyên tắc cung và nửa cung, chúng ta tìm toàn bộ nốt nhạc trên dây 6 được ha. Nói lại nè, nó dây 6 nè, mì nè, mì phà nửa cung nó phà nè, phà son một cung nè, son là một cung nè, là xì một cung nè, xì đồ nửa cung nè, là nó kế bên nè, đồ rề một cung thì nó rề đây nè, rề mì một cung thì nó mì nằm đây, mì phà nửa cung thì phổ phà chắc chắn là nằm kế bên, phà son một cung thì nó son nằm đây, son là một cung thì nó là phải nằm đây. Hai các bạn, đây. Tương tự, dây 5 là dây là. Là ha các bạn, dây 5 dây buông ra, nó đờn ra nó là. Là xì một cung. Đây, tôi tưởng tượng dưới đây là cái ngựa đàn này, ta bấm vô này, đây có ngựa mình khỏi bấm. Là ta bấm nè, là xì một cung thì một cung nó bỏ một ngăn xì. Đúng các bạn, là xì một cung xì nằm đây. Xì đồ là nửa cung, xì đồ nửa cung thì đồ nó đồ sát bên. Đồ rề một cung. Rề mì một cung cho nó mì nằm đâu? Nó mì nằm đây. Mi pha nửa cung. Nó pha nằm đâu? Nó pha nằm kế bên. Pha son một cung thì nó son nằm ở đây. Son la một cung thì nó la nằm ở đây. La si nằm một cung là nó si nằm đây. Si đô là nửa cung, nó đô nằm đây. Đô rê một cung, rê đây. Thấy chưa các bạn, lợi hại ghê. Mình học cái bài cung và nửa cung bây giờ áp dụng rất là lợi hại. Đây, rồi tới đây là cái dây số 3, số 4. Dây số 4 là dây rê ha các bạn, rê. Rê mi một cung thì nó mi nằm đây. Mi pha nửa cung, pha nằm đây. Pha son một cung, nó son nằm đây. Son la một cung, nó la nằm đây. La si một cung thì nó si nằm đây. Si đô nửa cung thì nó đô cô nằm đây. Đô rê một cung, nó rê nằm đây. Rê mi một cung, nó mi nằm đây. Mi pha nửa cung, vì nó pha nằm các bạn thì nó ba mới nằm kế bên. Pha son một cung, nó son nằm đây. Tương tự chúng ta xuống dây 3. Dây 3 là dây son ha. Son la một cung,
Son nè, ta đang bấm ở cái đầu cần đờn nó son này, nó có ngựa tại khỏi bấm này. Son la một cung gì con, nó la nằm đâu? Ta nằm đây. La si một cung, nó si nằm đây. Si đô nửa cung, nó đô nằm đây. Đô rê một cung, nó rê nằm đây. Rê mi một cung thì nó rê mi nằm đây. Mi pha nửa cung thì nó pha nằm đây. Pha son một cung, nó son nằm đây. Son la một cung, nó la nằm đây. Tương tự la si một cung, nó si nằm đây. Si đô nửa cung, nó đô nằm đây. Hay chưa? Rồi tới tới dây số 2. Dây số 2 tôi buông ra thì ta đánh ta có nó si. Ta không bấm nhấn nó si, mà tưởng tượng như ta bấm vô con ngựa này các bạn. Si đô là một là nửa cung. Trong âm nhạc mình có si đô và mi pha nửa cung, nhớ nha. Si đây thì đô nửa cung, si đô nửa cung gì, nó đô nằm đâu? Đô nằm đây. Đô rê một cung thì nó rê nằm đâu? Đây. Rê mi một cung, mi pha nửa cung, pha son một cung, son la một cung, la si một cung, si đô nửa cung, nó đô nằm kế bên. Đô rê một cung, nó rê nằm đây. Rê mi một cung, nó mi nằm đây. Đấy. Rồi tương tự với cái dây 1. Dây 1 này là nó mí, dây 6 là nó mì. Hai dây giống nó giống nhau nhưng nó cao hơn một bát độ. Bây giờ dây buông, nó dây buông dây số 1. Ta có nó mí, mí mi pha nửa cung, vậy nó pha nằm đây. Mi pha nè, đây nè, mi pha. Pha son một cung, nó son nằm đây. Son la một cung, la nằm đây. La si một cung, si nằm đây. Si đô nửa cung thì đô nằm đây. Đô rê một cung thì rê nằm đây. Rê mi một cung thì mi nằm đây. Mi pha nửa cung thì nó pha mai nằm đây. Pha son một cung thì nó son mai nằm đây. Tương tự son la một cung. Thấy chưa các bạn? Chúng ta đã biết toàn bộ các nốt trên cần đàn chỉ bằng cái khái niệm về cung và nửa cung. Cái bài chúng ta học hôm bài số 3. Cái bài số 4 này là vị trí tất cả các nốt trên cần đàn. Thì nhờ cái bài cung và nửa cung, chúng ta tìm ra tất cả cái nốt trên cần đàn. Khi chúng ta biết cái dây đàn đó ra là đàn là đang là cái dây đàn nó gì. Ví dụ dây 6 là mì, thì từ mì chúng ta tính cho cung lưỡi cung mì phà son là si đô rê mi. Chúng ta tìm toàn bộ nốt nhạc trên dây đàn số 6. Tới dây 5 là dây là, thì là chúng ta cũng tính cung và nửa cung, chúng ta tìm toàn bộ được dây đàn nốt nhạc trên dây là. Rồi tới dây số 4 là dây rê, rê mi phà son la si đô rê mi phà son. Và tới dây 3 là son, son la si đô rê mi pha son la si đô. Và tới dây 1 là nó gì, dây 2 nó si, si đô rê mi pha son la si đô rê mi. Hay các bạn không? Từ cái phương pháp cung và nửa cung, chúng ta chỉ biết cần cái dây đàn đó là nó gì thì chúng ta tìm ra toàn bộ nó nhạc trên dây đàn đó. Tương tự 6 dây ta tìm toàn bộ cái nhạc trên cần đàn. Hay các bạn? Nhưng mà bây giờ chúng ta mới học đàn, chúng ta cũng sức người có hạn, chúng ta cần ở trong này để chúng ta biết sau này chúng ta tìm để chúng ta đi solo trong này cho nó hay. Nhưng bây giờ chúng ta mới học đàn, chúng ta chơi biết nốt nhạc ở ngoài 4 câu này đủ rồi ha. Rồi mai mốt chơi rành này chúng ta tìm vô trong nữa nha các bạn. Ở trong là chúng ta đã biết rồi đó, nhưng bây giờ chúng ta áp dụng thì ta sẽ áp dụng ở ngoài đầu cần đàn thôi. Ấy đầu cần đàn thì nè, bắt đầu nè, bắt đầu nè, mì ha, mì. Bấm vô đây là gì? Và bấm vô đây là son. Thay vì xuống đây là mình không được, mình dây 5 là dây là nè, dây 1 là mì nè, rồi kế bên là bán cung như cung là phà nè, son. Tới dây 5 là la, si, đô. Si đô nó là bán cung. Rồi tới rê ở đây nhưng mà mình pha, mình không ngoài đi. Dây buông số 4 là rê, rồi mi, rồi pha, son, la, si, đô, rê, mi, pha, son, la. À lại nhé các bạn, chúng ta chỉ cần nhớ mấy nốt ở ngoài này thôi. Chúng ta chơi sức người cổ hạn, mình mới học, mình cũng đừng làm những chuyện gì mà quá để không quá sức. Chúng ta làm vừa, chúng ta học ở ngoài này thôi, xin mốt rành rồi mình chơi vô trong này ha. Làm lại nha. Mi, pha, son, la, si, đô, rê, mi, pha, son, la, si, đô, rê, mi, pha, son, la. Các bạn cứ đàn từ nốt, các bạn đọc theo tên nốt, sướng âm theo, sướng âm sao cho nó đúng với cái âm của cái tiếng đàn mà mình phát ra. Để chi mình muốn mình ca không bị lạc giọng, cái là mình đang sướng âm các bạn nè. Mi pha son la si đô rê mi pha son la si đô rê mi pha son la.
sol la si do re mi, fa sol la si do re mi, fa sol la, mình đi ngược rồi, la sol fa mi re do si la sol fa mi re do si la sol fa mi. Lại nữa nha. Sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la la sol fa mi re do si la sol fa mi re do si la sol fa mi. À, chúng ta phải nhớ được các nốt ở đầu cần, tất cả các nốt ở đầu cần đàn này thôi, để mốt chúng ta ra chúng ta đàn như như mi 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 mi, tôi đưa em sang sông chiều xưa mưa rơi âm thầm. Hay là là mi mi đô la, mang đến buôn trên đường, thằng bé xuân sao là vàng. Bây giờ đã không? Mình bắt đầu được cái bài. Ha, và mình muốn học cái bài bằng học trường đầu nữa để mình phân nhịp cho mình đền được bài hát thôi. Nghe đó. Bây giờ đó, bây giờ tôi có cái bản này. Các bạn coi nè. Đây. Nè, cần đàn chúng ta nha. Đây. Các bạn coi nè, thấy không? Cái này là dây, đây là, trên này là dây số 6. Dây 6 nè, dây 5, dây 4, dây 3, dây 2, dây 1 ha. Đó, các bạn về, các bạn ghi, các bạn vẽ từ giấy y về nè. Đây là cái minh họa cần đờn nè ha. Đấy, dây 6 mình buông á ra mà, thì mình có cái nốt phà, nốt đánh gì? Nốt phà. Mình bấm vô thì mình có nó mì với mình buông, mình bấm vô nó phà, bấm vô này có nó sòn. Cái dây năm mình buông, mình buông thì có nó là, mình bấm đây mình có nó gì, nó xì. Bấm kế bên nó có nó đồ. Cái tới dây 4 mình buông ra có nó rê nè, đây ra không? Cái mình bấm vô cái ngăn 2 mình sẽ có nó gì, mi. Bấm sát bên nửa cung mà có phà. Cái đầu cái mình xuống cái dây 3 mình đừng buông, mình có nó sòn. Mình bấm vô cái mình có nó la. Cái thôi mình xuống dây 2 ha. Dây 2 mình buông ra có nó si, bấm sát dần có nó đô. Cái mình bấm cánh một cung có nó rê. Tới cái rồi tới dây 1 mình buông có nó mí. Dây 6 thì có nó mì, dây 1 có nó mí. Cái mình bấm ngay cái đây sát bên này. Mí tại vì mí phá thì nó nửa cung, bấm đây có nó phá. Cái mình phá xón một cung, bấm xón đây, xón lá đây. Bây giờ các bạn chụp lại cái này. Cái này là minh họa cần đờn và vị trí các nốt trên ở đầu cần đờn đó. Các bạn về, nếu mà các bạn không nhớ rồi đó, các bạn coi cái bản này là các bạn tập là ok, thấy chưa? Dây 6 mình buông thì có nốt mì, mình bấm vô cái ngăn thứ nhất có nốt phà. Đấy, đây nè. À, rồi bấm vô đây có nốt son. Rồi lên dây 5, dây buông có nốt gì, nốt là. Mình bấm đây có xì, đây có đồ ha. Đây là tôi minh họa cái cần đờn ha, và 6 dây ha. Dây dưới này là dây 1, trên này dây 6, đó cần đờn nè, đó tương tự như vậy nè, đó các bạn, đó, thấy chưa? Đó, thì về các bạn bấm vô là có nốt hết, thấy chưa? Đó, là bắt đầu các bạn vừa đàn từ nốt, các bạn sướng âm theo cái nốt đó, đọc tên em mì và sò la si, đọc cho đúng luôn, thì mày muốn mình ca là rất là ok. Nếu mà các bạn nào có giọng thiên phú, giọng hay, giọng trời cho nha, thì mình có thể làm ca sĩ luôn đó, ha. Còn như giọng mình khàn khàn thì cũng hơi thất bại. Ha, đó ha, các bạn đó, bữa hôm cái bài phần này là cái bài hồi nãy giờ chúng ta học là vị trí tất cả các nốt nhạc trên cần đàn. Đây, tất cả nốt nhạc trên đàn theo phương pháp cung và nửa cung. Nhưng mà mình mới học thì mình nhớ bài này thôi. Mình nhớ bài này thì nhờ cái bản này nè các bạn. Đây. Đây, bản này. Đây, cái này là minh họa cần đàn nè, thấy chưa? Đó, các bạn chụp hình cho kỹ. Rồi đầu nó về và cầm nó bạn nhớ thôi. Còn nếu bạn nào không nhớ thì dán vô cây đờn luôn để mình bấm mì và sòn cho nó dùng ha, đến nó lúc thuộc thôi nha các bạn. Đó là hôm nay là cái bài vị trí tất cả các nốt nhạc trên cần đàn nhờ cái mẹo cung và nửa cung. Chúng ta tìm nốt nhạc ra quá dễ, đâu có gì đâu khó đâu các bạn. Rồi bây giờ tiếp cái phần thứ hai là dấu hóa, tại vì nãy mình biết tất cả cái nốt nhạc trên cần đàn mà cái nốt chính đó thôi. Còn cái nó thăng, nó dán mình chưa biết. Nên bây giờ mình học cái dấu hóa để mình biết cái nó thăng, nó dán là trọn vẹn cái phần mà cao độ luôn ha. Bây giờ dấu hóa thì các bạn
chúng ta có dấu hóa. Dấu hóa là gì? Dấu hóa là một ký hiệu để làm thay đổi cao độ của nốt nhạc ha. Có 3 loại dấu hóa: dấu thăng, dấu dán và dấu bình. Dấu thăng là để làm cho nốt nhạc tăng lên nửa cung ha. Dấu dán là giảm nốt nhạc xuống nửa cung. Dấu bình là trả nốt nhạc lại vị trí bình thường nha các bạn. Để như xong rồi tôi nói xong cái phần lý thuyết này, đưa lên cây đàn guitar minh họa cho các bạn coi luôn. Rồi, vị trí của dấu hóa. Dấu hóa nó có 2 vị trí: một là ở đầu khuôn nhạc, thứ hai là bất chợt ha. Đây, dấu hóa là một cái ký hiệu để làm thay đổi cao độ của nốt nhạc. Có 3 loại dấu hóa: dấu thăng là nó làm nốt nhạc tăng lên nửa cung, dấu dán làm nốt nhạc giảm nửa cung, dấu bình là trả nốt nhạc lại vị trí bình thường. Rồi dấu hóa nằm đâu? Có 2 vị trí. Thứ nhất là nằm ở đầu khuôn nhạc, thứ hai là nằm bất chợt trong bản nhạc nha. Rồi bây giờ mình lên cây đàn guitar minh họa cho các bạn coi, đọc không hiểu ngay. Đây, ví dụ như chúng ta ở đây là nốt la ha. Nếu mà trước nốt la có cái dấu thăng thì chúng ta đợi tăng lên nửa cung là chúng ta nhịch cho dịch cho chút xíu, đúng không? Còn chúng ta có nốt la mà trước nốt la có dấu dán thì chúng ta đừng dịch cho hoài chút ha. Ha, tương tự như nốt son, nốt son đầu cần đời mình đâu làm được, mình ở đây cũng là son. Nốt son có dấu thăng thì mình đừng dịch cho đây chút xíu, mà nốt son có dấu dán thì chúng ta đừng dịch chút xíu. Nếu mà có dấu bình thì đừng dịch bình thường ha. Còn vị trí của dấu hóa nằm ở đâu? Vị trí nằm mà nó có 2 vị trí nằm đầu ở đầu khuôn nhạc ha. Thí dụ như dấu hóa mà nằm ở đầu khuôn nhạc, thí dụ chúng ta nhìn bài hát này, chúng ta thấy dấu hóa nó là dấu, nó cái dấu thăng mà nằm ở đường nốt đô và đường nốt pha thì chúng ta hiểu nó là đô thăng và pha thăng ở đầu khuôn nhạc. Chỗ này cũng đô thăng và pha thăng ở dưới đây, thấy chưa? Thì dấu hóa mà nằm ở đầu khuôn nhạc thì tất cả các nốt ở đây có đô thăng và pha thăng, thì tất cả các nốt đô và pha trên mỗi quãng tám đô đồ đố pha phà phá chúng ta đều thăng vào nửa cung nha các bạn ha. Còn nếu mà nó là dấu dán thì sao? Thì cũng đơn giản thôi, đầu bài hát có một dấu dán ở đường nốt si thì ta gọi là si dán. Mà bài hát đầu bài hát có cái nốt si, có cái dấu hóa si dán này thì trong bài hát tất cả các nốt si, xì, xí trên mọi quãng tám ha, tức là nó si, nó xì, nó xí chúng ta đều dán ra ngoài nửa cung ha. Như vậy thí dụ đây là nó si, đây cũng là si. Nếu mà đây như đầu cầm chúng ta không có minh họa được si, ta gặp cái dấu dán thì chúng ta đỡ đâu, đừng nhích ra ngoài chút nha. Ha. Rồi. Rồi trường hợp này là, rồi thí dụ như chúng ta gặp một bài hát cũng có cái dấu si dán ở đây thì trong bài hát si, xì, xí chúng ta đều dồi dán hết, phải không? Nhưng mà cái ông nhạc sĩ ổng hứng lên, ổng không thích cái nốt si nè, trong bài hát có một cái nốt si đó ổng không muốn dán mà ổng để cái dấu bình ngay đằng trước ha các bạn, ngay đằng trước cái nốt si đó ổng lại để cái dấu bình đây, để dấu này thì chúng ta phải đờn nốt si bình thường nữa, lại không dán nha các bạn. Đó là công dụng của nốt bình, nhưng mà nốt bình thì rất là ít sử dụng ha. Rồi một bài hát đó là dấu hóa ở đầu khuôn nhạc. Rồi dấu hóa bất chợt là sao? Dấu hóa bất chợt là một bài hát đầu khuôn nhạc, các bạn coi nè, không thăng không dán gì hết. Còn đây là chỉ số nhịp, mình không nói không, không thăng không dán gì hết, không thăng không dán gì hết ha. Ha, mà bất chợt trong bài hát tự nhiên nó cái người ta đã đặt cái dấu thăng đằng trước cái nốt đô, thấy chưa? Nó đô, người ta đặt dấu thăng thì cái nốt đô này mình phải đờn dịch vô nửa cung ha. Còn những nốt đô sau đó
vẫn đờn bình thường. Hiểu không các bạn? Dấu tha dáng, dấu hóa bất chợt, nó nằm trong giữa bài hát thì chỉ có hiệu lệnh với cái nó đứng, với cái nốt nó đứng trước thôi. Còn những cái nốt sau đó mà cùng tên với nó đó vẫn là không nghe lời nó. Hiểu không các bạn ha? Thì đó là dấu hóa. Dấu hóa thì có ba loại dấu: dấu dáng, dấu thăng, dấu dáng, dấu bình. Dấu thăng này tăng lên làm nó nhạc tăng lên nửa cung. Dấu dáng giảm xuống nửa cung. Dấu bình là trả nó nhạc là trạng thái bình thường. Dấu hóa có hai vị trí. Thứ nhất là ở đầu khuôn nhạc. Ở đầu khuôn nhạc mà thí dụ như đầu nhạc có dấu hóa là pha thăng, thì trong bài hát từ pha phà phá mọi quãng tám chúng ta đều đờn thăng vô chỗ pha đây. Thì pha chúng ta phải đờn nhích ở đây, và phá ở đây phải đờn nhích đây, phà ở đây phải đờn nhích đây ha. Rồi trong một bài hát mà có cái dấu dáng ở đứng ở đầu khuôn nhạc thì thí dụ là si dáng hay mi dáng, bài hát nó có mi dáng và si dáng, thì trong bài hát mi và si trên mỗi cao độ quãng tám chúng ta đều nhích ra ngoài nửa cung hay các bạn. Còn khi một bài hát không thăng không dáng mà có trong bài hát có cái nốt thăng hoặc nó dáng, cái nốt quá cái dấu quá đứng trước một nốt nhạc nào đó thì nốt nhạc nó chấp hành chỉ là chỉ thị của nó thôi, chỉ lệnh của nó thôi, chứ còn những nốt khác giống tên vậy cũng không có nghe lời nó, vẫn đờn bình thường ha các bạn. Còn đó, còn dấu bình là sao? Khi nào ở đầu khuôn nhạc có dấu hóa, ví dụ như ở đầu khuôn nhạc có cái pha thăng mà trong bài hát đến cái nốt pha đó người nhạc sĩ họ không muốn thăng nữa, họ để cái dấu bình, thì lúc đó mình phải đờn cái nốt pha nó bình thường trở lại. Các bạn hiểu không? Đó. Rồi, bài hôm nay cũng dài rồi. Đến đây mình xin phép dừng ha các bạn. Hẹn lần sau. Bây giờ chúc các bạn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, luôn thành công trong mọi lĩnh vực ha. Các bạn ráng giữ lửa cho mình cái lòng yêu âm nhạc bất tận. Cho mình chịu khó, thì dù trong quá trình học thì nó có lúc nó cũng dù mình qua thực hành thì tay nó hơi bị đau, còn nhạc lý thì hơi bị nhức đầu, nhưng chúng ta cố gắng cho các bạn, cố gắng đừng nản và kiên trì học, thì khoảng vài tháng chúng ta sẽ điểm hát được. Nói chung là mình hướng dẫn các bạn bằng cái tâm của mình chứ không có gì hơn đâu. Mình hồi đó cũng đam mê lắm, thì giờ những bạn mà đam mê âm nhạc thì mình cũng thích lắm. Bây giờ cũng như là một người nữa giống như tôi vậy ha. Thì các bạn cố gắng học đi nha ha. Cái lời khuyên các bạn là cố gắng đừng nản ha, đừng nản chí, cố gắng có công mài sắt thì có ngày nên kim thôi, còn không nên kim được cũng nên kỳ sao bèn ha. Các bạn cố gắng nha, các bạn cố gắng ha. Thôi mình tạm biệt.